Tối hù còn gội đầu không sợ trúng nước hả? Trời, mấy chục năm nay mới nghe em quan tâm tôi á. Chắc tôi cũng sắp tận mạng rồi. Đúng là cái kiểu đàn bà, hãy người ta không quan tâm thì trách, mà người ta quan tâm nói cái giọng sóc ốc. Nói giỡn thôi. Mà dạo này mắc cái chứng gì mà hở ra nói chết, đòi chết. Cái miệng ăn mắm ăn muối không. Trời ơi trời, bộ muốn chết là được chết hả? Bữa nay bị đặt dị đoan nữa. Tự nhiên hôm qua nằm chiêm bao mà thấy, tôi thấy bà chết làm tôi khóc quá trời. Lúc đó hả, tôi giật mình thức giấc, cái không thấy bà đâu hết. Định thần rồi mới nhớ ra bà đi sớm. Chim bao thôi mà ông sản hồn dữ gì đó hả? Ừ, cũng mấy chục năm lăn lóc trên mấy nhà người ta, không thương thì là cái gì? Không lẽ chỉ vì mấy vụ kia? Ừ, cái ông này ngồi xe suốt, xe ôm rồi đến xe đò rồi taxi. Trời đất ơi, nó làm tôi ê ẩm cái lưng gì đâu á. Ừ, tay cái lưng qua đây. À, hồi trưa tôi gặp cái thằng quỷ yên tâm xe ôm. Có gì đâu lạ. Làm như tôi thấy nó theo dõi tôi đó bà. Ông nói sao? Nó rình ông hả? Rồi ông có để lộ cho nó thấy gì không? Đâu có biết nó rình từ lúc nào đâu. Đưa hàng xong cái tôi quay qua, tôi thấy nó đứng chình ình bên kia đường nhìn vô rồi. Thiệt tình, giao cho ông có một chút mà làm cũng không xong được nữa. Nhưng mà chắc không thấy gì đâu ha. Nếu mà nó biết cái chuyện gì ấy, dễ dầu gì nó để yên. Ông đừng có ý y, có ngày đó. Thôi chắc không sao đâu mà. Ngồi yên đi. Ông sao xiên nè? Gì? Tôi tính vậy. Vụ gì nữa? Đừng có nói tôi cái vụ gì mà dọn ra ngoài ở nghe. Chứ không lẽ mình cứ án ngự mãi trên mái nhà của ta vậy có sao được? Trời, có gì đâu mà không được. Nó vừa mát vừa thiên nhiên mà không phải tốn tiền thuê nhà nữa. Tôi tính vậy. Mình ráng làm thêm vài vụ trót lọt nữa, kiếm thêm chút vốn. Mình tuột xuống dưới, kiếm cái nhà nhỏ nhỏ rồi mình ở, kiếm chuyện gì mình ăn buôn bán nhỏ, sống qua ngày, làm ăn lương thiện cho đỡ. Ông thấy được không? Thôi đi bà ơi, bà cứ tưởng là buôn bán dễ lắm. Ông đi đâu vậy? Tôi xuống tắm cái đã. Sao hồi nãy không tắm luôn? Nè, kiếm chuyện xuống chỗ bà Hành phải không? Ông Sáu, ông Sáu. Cái ông này, lần nào bàn tính cái chuyện làm ăn cũng kiếm chuyện bỏ đi. Thiệt tình.